Cô bắt đầu live chưa? Hello mọi người. Bắt đầu live cho chị. Đúng không? Ừ, em biết là giờ đủ rồi. Không biết mọi người lên chưa ta? Hello. Hello anh. Hello. Chào anh Trung. Hello đồ của Bảo Trung. Hello chị Kiều. Hello team Sky 48. Hello anh Nam 10/10. Ủa sao kia mọi người 10/10 nhỉ? Hello Hiên 20 điều. Hello anh TNT. Hello. Lên chưa? Lên rồi. Anh lên rồi nha. Để mọi người lên 5 kênh chút xíu anh sẽ nói cho mọi người nghe này nè. Mọi người ơi, mặt anh có nhợt nhạt lắm không? Hello, Nguyên Lê, BT, hello, Joe E48, hello, anh, hello mọi người. Để mọi người nắm một chút xíu ha, xong rồi anh sẽ kể cho mọi người nghe, xong rồi tâm sự với mọi người một xíu. Tính đến thời điểm bây giờ thì từ hồi mà sinh nhật Anna đến giờ thì cái lần inbox đó là lâu lắm luôn rồi á, mà đến bây giờ thì Anna mới có cơ hội được inbox một lần nữa. Thật ra thì Anna rất là thích những cái lần inbox như vậy, tại vì kiểu nó rất là riêng tư, nó rất là nói chung là rất là kiểu như mình đang nói chuyện với lại tất cả mọi người á. Cái chuyện có vui không? Có, chắc là có vui á, em nghĩ là có. Hello Anna, chào anh Hoàng. Làm đẹp nha Anna, em biết thương không? Làm này là chị gái của em mua cho em á. Nói thoải mái. Đúng rồi, đúng rồi, cái từ thoải mái chính xác. Cảm ơn chị Kiều nha. Ha ha ha. Tại sao anh Thiên Thi lại cười nhỉ? Chào chị Anna. Em là Hiền quận 6, fan mới của chị. Hello em, hello Hiền. Rồi nói chung là anh rất là thích những cái buổi livestream mà chỉ có một mình thôi, anh rất là thích lắm. Nên là nhiều khi anh mong là mình có nhiều quà lên để mình có thể được nói chuyện với mọi người á. Cười trước lấy tinh thần. Cũng được. Hello. Hết bệnh chưa? Em hết bệnh rồi, em đâu có bệnh đâu. Bệnh em rất là khỏe. Với lại hiện tại thì dạo gần đây Anna cũng có rất là nhiều tâm sự á mọi người. Mình tâm sự chút xíu ha, xong mình hãy vô inbox nha. Dạo gần đây thì Anna có rất là nhiều tâm sự, kiểu như là mình bị suy nghĩ nhiều á. Không biết như sao nữa, chắc là nhiều thứ đó nó đến một lần quá, xong Anna kiểu suy nghĩ cũng rất là nhiều. Giống như là dịch bệnh nè. Xong rồi Bình Dương cũng đang có rất là nhiều ca bệnh, nên là em cũng khá là sợ với là lo lắng cho gia đình của mình. Nên là giờ gần đây em cũng nói chung là hy vọng là mọi người ở Bình Dương cũng hãy giữ sức khỏe họ tốt nha. Tâm sự với người lạ, đúng rồi, tâm sự với người lạ có không, tâm sự với người quen mới nghe mát chưa hết đâu. Có đâu, mọi người thấy mặt em có lợn lạc lắm không? Khu nhà Anna có bị cách ly không? Dạ, thấy không? Xong rồi có lần kiểu em rất là nhớ gia đình á. Xong mẹ em điện thoại cho em là thôi Tết này khỏi về, tại vì sợ em bị bệnh á. Nhưng mà em sau em trả lời với mẹ em một câu rất là mắc cười. Không phải mắc cười, không mà chị này cũng mắc cười đó. Xong rồi một buổi sáng mẹ em điện cho em bảo là con đang làm gì đó, xong rồi Anna mới bảo là con đang ngủ thôi. Xong rồi lúc đó Anna cũng dậy thiếu thiếu rồi, cũng đang nằm thôi chứ cũng không có làm gì hết. Xong rồi mẹ Anna mới điện hỏi là giờ này còn học không, hay là có làm việc gì không, dịch bệnh thì cũng đang tới rồi mà sao chưa được về nhà. Xong rồi Anna mới bảo là con còn vướng một bài lịch trình nữa thì mới được về. Cái mẹ kêu là ở dưới Bình Dương đang có dịch bệnh, có một bạn trong trường đại học đang bị bệnh đó. Xong rồi
xong rồi kêu là anh Nam Hoa hay là Tết này thôi con gái khỏi về để về đây bệnh. Anh Nam kiểu nghe kiểu rất là buồn á. Xong rồi anh Nam mới trả lời mẹ là thôi có chết thì chết chung luôn, con về con chết chung luôn. Anh đi nhậu đây hả? Thôi đừng có nhậu, không được nhậu nha, không được nhậu, đừng đừng không được không được không được. Nào anh bảo vui vẻ, không không được, không được đi nhậu, thôi bây giờ em bắt đầu em quên ha. Không được đi nhậu đâu, bây giờ là mọi người không được uống những cái gì đó, uống cái đó nghiện khi cũng không có lợi cho sức khỏe, giờ này thì cũng phải bảo vệ sức khỏe của mình cho tốt đúng không? Thôi bây giờ anh đang bắt đầu anh bóc nha. Anh bắt đầu anh bóc từ cái này trước đi. Đây là một món quà mà anh chỉ là đây là một trong những fan tài ngưỡng không bợm không mà không cho đi nhậu. Bợm là như nào nhỉ mọi người nhỉ? Bợm là như nào anh không hiểu hết trơn. Bợm là sao ta? Bợm có hiểu, có hiểu à? Uống cồn vô người diệt virus á? Anh không biết hả? Ủa gì hả? Uống cồn vô là diệt virus đấy. Xạo nè, anti xạo nè, chung xạo. Bây giờ em sẽ inbox. Đây là một bức thư của anh Hiển. Đây hả? Thật ra thì thư này là anh đã đọc hết rồi. Thì trong đây có một câu chuyện mà anh cảm thấy rất là vui. Không phải rất là vui nữa mà cảm thấy là mình đồng cảm, gọi là có nghĩa là anh trong câu chuyện là kiểu là người này kiểu quyết định kiểu giảm cân á mọi người, mà trong một thời gian ngắn là phải chạy bộ rồi để mình có thể giảm cân, và trong khi là anh này thì bị quyết tâm đó. Xong anh đọc tự nhiên anh lại cảm thấy mình tự nhiên mình lại có một cái động lực á. Tại sao mình nghĩ là tại sao mọi người làm được mà mình lại không thể nào giảm cân được, không là mình làm được, có nghĩa là anh phải ép cân để mình có thể đi thi á, thì tại sao mình lại không làm được như vậy á? Nghe tới giảm cân thì mình lại stress tiếp. Buồn quá à. À, đây là một chiếc cúp. Wow, và anh thấy hiện đang tặng cho anh một cái chiếc cúp mà anh đã đạt được. Đây là giải thể thao người khuyết tật, đây là một chiếc cúp đó, và anh cảm thấy rất là vui á, bởi vì đây là một cái giải thưởng mà không dễ mà mình có thể đạt được, mà anh lại tặng cho em, nên là em cảm thấy rất là trân trọng, em quý lắm luôn á. Thôi em đeo vô nha, đeo vô nhá, không em đeo vô nhá. Huy chương đúng rồi, từ huy chương đúng rồi, tại sao mà nó là chỉ cúp nhỉ? Chỉ cúp phải là cây đúng không? Huy chương đúng rồi, huy chương. Và đây là một trong những câu chuyện mà em cảm thấy là mình phải cố gắng, mình phải dựa vào những cái này để mình có thể cố gắng giảm được cân. Huy chương hai anh hai em 3003 nha. Hello, cảm ơn anh đã tặng quà cho em nha, em sẽ giữ thật kỹ. Rồi theo nhưng mà thật sự anh thấy em không cần phải quá chú trọng giảm cân đâu. Dạ em biết rồi, chỉ là mình thật ra thì em học á, từ khi xem bác là em đặt cái tim em tên là mỡ, xong tự nhiên bây giờ em cảm thấy là em sợ mỡ cực kỳ luôn mọi người á, từ mỡ là em sợ luôn á. Mọi người có thấy mặt anh đang nhợt nhạt không? Anh đang cảm thấy mình nhợt nhạt chứ nhờ, mình có nên đánh thêm một chút xíu sau mọi người nhờ, mọi người trả lời cho anh đây đi, mà cái này có nhợt nhạt không? Hỏi thiệt cái nào cũng có dở nào á, hỏi thật, hỏi thật đi, trả lời em đi, trả lời thiệt cho em biết đi. Đây một chiếc hộp tròn tròn cô đi giảm cân nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ chất nha. Dạ em biết rồi, em sẽ cố giữ sức khỏe cho thật tốt. Hello Funny Fox. Hello, dạ em đánh đi nhẹ nhàng xinh xắn dễ thương có nha. Ủa vậy là mặt em nhợt nhạt đúng không? Vậy em sẽ muốn sao nha, điểu quá à, đã điểu quá rồi nè ơi, anh đang điểu quá à, em điểu quá, em đang điểu như thế, em điểu đánh sau nha.
thôi mình vậy mình chỉ hỏi người đánh sau đi. Mình đánh sau đi. Ôi mình điệu thiệt luôn mọi người ơi, sao mình điệu quá à? Mình có thể live stream mình đánh sau điệu quá à. Bôi đi bôi nè, em bôi nè, con cái cưng rồi nhỏ xíu xíu bôi nha, bôi thiệt á. Bây giờ là em sẽ sơn sơn bóng trước, sơn bóng của cái sơn sơn này trước chứ nhở. Bệnh là bị la đó nha. Dạ em biết rồi. Ủa mà mình đâu có lợt lắm đâu, thôi mình cứ sơn nhở, sơn cho mọi người. Sơn ta xài sơn gì đó, ta xài sơn của Candy à, là không có cái điểm chứ sao, là nhẹ nhàng và chị chiều cho ăn đòn luôn á. Ngon để cho ăn đòn không ăn đòn nào. Hồi na điệu quá nè ơi, không khổ danh là na điệu rồi xong rồi nha. Có được hơn chút xíu này chúng ta có sức sống không chưa? Có sức sống không chứ mọi người? Không, ít phút nè, không kịp á. À, đây là một chiếc đao mà có một anh tặng cho anh Na. Anh này là gì đã theo dõi anh Na từ lúc đầu, từ lúc mà lâu rồi, từ lúc mà nhớ bây giờ luôn. Anh rất là nhiều. Đố mọi người trong này là cái gì? À, điểm chúng á là ta sẽ, là ta sẽ có thưởng nha. Bây giờ ai đánh đúng này nó sẽ có thưởng nè. Anh đúng này nó sẽ có thưởng nha. Nói chung mở lại đi. Rồi được chưa? Rồi là đó. Đó anh nói chung mở rồi đó. Cái đầm mới nói xong. Ủa em nói hồi nào vậy ta? Thôi lỡ kỳ quá à. Tự nhiên mình nói gì á. Kỳ ghê luôn. Buồn ghê, tự nhiên mình nói trước giờ không vui rồi. Nè. Anh đã kể cho mọi người nghe là anh tặng cho Nam một chiếc đầm mà lúc đó là đi Hà Nội, trước đi Hà Nội thì bên Nam rất thắc mắc. Ủa mình đi Hà Nội mình lạnh mà tại sao lại lạnh nên mình có đầm 2 giây. Xong rồi anh Nam anh nghĩ là cái đầm chắc là được tặng trước rồi đó. Nên là anh đã thấy là xong mà anh bảo là em đâu có sợ lạnh đâu, em cần chỉ phải bận đồ ấm. Trời ơi, tao rất cũng người mà kỳ ghê. Và đây là kiểu anh ấy rất là ngại khi mà bận đồ hay dây á, không biết tại sao nữa, ngại lắm, kiểu mình thấy mình hơi bị mập béo xong rồi rất là mập. Sao mà đâm vào cái làm này thì anh đã phải kiểu quyết định là phải giống cưng, phải giống cưng mới dám bận nè, chứ làm rất là đẹp luôn á. Trời ơi, nhưng mà được trở thành công chúa vậy mọi người. Trời ơi, chúng cưng của mình luôn á, dễ thương không? Đây. Thương không? À, vì đẹp luôn á, em thích lắm luôn á. Thích là quần áo. Để quần áo mà sẽ bận được. Em thích tất cả luôn. Mà đầm rất là dễ thương luôn á mọi người. Ngại xong cái mua cái đầm quậy quậy siêu lung linh. Dễ thương không? Sao bị dễ thương đúng không? Đẹp nhờ. Một ngày không sai em sẽ bận đó. Sự bận đó thì cái sự kiện gì đó. Ôi, thích chút à. Rất là nhìn rất là lực, nhìn rất là trưởng thành đúng không? Mình không phải là con nít nữa rồi. Bây giờ anh đang nghĩ là mình đã trưởng thành đấy. Đặt vui gì đúng rất là vui với mình. Sếp như thế nào ta? Nói cho mọi người biết là Anna trong cái những cái công việc nhà là Anna ghét nhất là xếp đồ luôn á. Anna chỉ thích treo đồ thôi chứ Anna không có thích xếp đồ. Xếp đồ ngay kiểu mình phải ngay kiểu rồi mình phải xếp cho nó vào nhau á, xong rồi không biết xếp như thế nào cho đúng á. Nhưng mà nó chỉ thích móc đồ thôi. Có ai đằng sau kìa nào ba đâu đừng nha, em sợ ma lắm á. Mọi người không biết rồi, kể mọi người nghe, hồi trước em đi tập về xong em đứng trước station em hát. Em lúc đó tầm 10 giờ mấy 1 giờ rồi, để mọi người nghe. Thì lúc đó em hát bài Mẹ ơi gì đó, em hát rất là lớn. Xong cái chị Tiên Linh là chị Hồng em, Hồng rất là to. Xong bảo là anh ơi, em lúc đó anh đã vừa hát xong mà anh còn quay phim nữa. Đó xong rồi
chị Tiên Linh ra, xong rồi lại nó sớm hơn kêu Anna sao lại đi anh ơi, bây giờ mà em bây giờ này em quay phim hả, xong rồi Anna sợ nữa mà cái điện thoại mà Anna giục xong rồi Anna bị ám ảnh á, xong mà Anna sợ mà hầu như là xém xí là khóc rồi á, sợ kinh khủng khiếp luôn á. Xong rồi lúc đó Anna quấn chị Tiên bây giờ luôn, Tiên hù với ca xa rất là kỳ luôn á. Kỳ tiếp theo nha, sẽ đổ ra rồi đó mọi người, đây là cái gì nhìn chắc là mọi người thấy nó rớt ra ngoài đúng không? Mua đầm không dây thật ra thì Anna cũng sợ bé, nhưng mà bây giờ mình phải bận cái đầm đó để bắt một người phải giảm cân thì cũng là một cái động lực để mình bận vừa đồ đó đúng không? Đây là một cái hộp này office đi cô gái Hà Lan đúng rồi, cái động cá xích xô á với Hà Lan. Đây là một chiếc vòng mà Anna được tặng dễ thương không? Thật ra thì những cái này là Anna đã được đã mang rồi, tại vì em sắp bảo là mang những cái đồ mà em chưa unbox cho mọi người xem á, rồi em phải đem chứ cái dòng này là mọi người có coi story của Anna thì Anna cũng mọi người cũng thấy Anna mang mấy này đúng không? Người tặng đầm nhớ nhờ anh nói em mặc đi cho kỳ quá à, mọi người sao ấy kỳ quá à, ngâm hơi lâu rồi đó. Thật ra là tại vì em chưa có một cái dịp gì đó để bận một cái đầm này, tự nhiên bây giờ tự nhiên sáng sớm ra một cái đầm lên xong rồi đi một vòng ngoài đường hả đúng không, một cái đầm đẹp sẽ bận cho một cái trường hợp cũng rất là hợp lý đúng không, phải bận cho một cái trường hợp đẹp thôi chứ tự nhiên bận không mà chụp lên đâu có gì đặc biệt đâu đúng không, một cái đầm đẹp bận cho một cái gì đặc biệt đó. Yeah. Đây là một cũng là trong những, nhưng mà cái dòng này thì là sẽ mặc những cái đồ kiểu unisex thể thao ấy. Anna cũng là một trong những người kiểu không biết là mình thể bận đồ heo hệ gì luôn, mọi người kiểu Anna thấy gu nào mình cũng có thể bận được hết á, gu nào mình cũng thích hết á, nhưng mà chắc là thích nhất chắc là cũng là bánh bèo đó. Cái này là một món quà rất là dễ thương, cảm ơn anh đã tặng một cái quà rất là hợp gu với em. Cái này là anh đã đẹp là bụng luôn. Dạ đúng rồi, đẹp là bụng luôn. Tiếp theo là đây nè, đây cũng là một trong những món quà mà Anna đã nhận được mới đây, là một cái ốp hương điện thoại. Anna vừa nhận được là Anna mang về luôn á, và trong đây là một cái single, thì cái digital card này là nằm trong cái single này luôn. Thì Anna mở ra thì Anna thấy trong đây có hình của mình luôn, ghê chưa rất là đẹp. Quên, mình sẽ bỏ vào điện thoại để cho người ta biết cái điện thoại này của mình chứ. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị Kiều đã tặng em. Và cái này là một cái ốp hương có hình happy rotation đó. Xong rồi trên đây có ghi trần chất tường Anna 2024 năm 2000. Không biết là Anna kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Thật ra thôi, cái câu chuyện này thôi bữa khác nói ha. Anna xem ké nên anh lên xem ké nên không comment được nhiều nha. Việt Đặng, dạ. Để em unbox quà của anh Việt luôn. Anna cũng đẹp mà 10/10. Sao giờ ta có mọi người lại kêu 10/10 nè. Thích gu bánh bèo à? Ok, ghi vô sổ. Thật ra thì em không biết là mình thích gu như thế nào nữa. Tại vì nếu mà bánh bèo thì Anna sẽ sử dụng trong những cái ví dụ như là trong một cái gì đó dịp đặc biệt. Thì nếu mà chọn style thì anh nghĩ là nó sẽ chọn một cái style bánh bèo kiểu như công chúa. Còn những cái dịp bình thường thì Anna vẫn thích bằng đồ thể thao kiểu rất là thoải mái kiểu vậy. Thật ra thì chứ mọi người mặc Anna, mọi người thấy Anna cũng hợp với cô bánh bèo đúng không? Và cũng Anna cũng có cái bức thư nè, bức thư mọi người gửi nữa, nhưng mà thư kia Anna sẽ cất vào một hộp nha. Bây giờ là Anna sẽ unbox một cái bức
một cái món quà. Không biết anh tặng em món quà này anh có đang xem không? Em thật ra em muốn tạ tội, kiểu là kể cho mọi người nghe một chuyện. Mọi người có nhớ là một cái hình hôm bữa anh mới vừa up là vẫn một cái đầm màu xanh non, mọi người có nhớ không? Nhớ thì comment nhớ nha, để anh này nói tiếp. Hello, mình có biết là họ đọc mà Anna chụp tấm hình mà xanh xanh đó là hình Anna mới up trên bay mới nhất, là Anna có bận những cái chóc cơ cổ hình con bướm, xong rồi nói chung là chỉnh hình cũng kiểu bướm bướm bay bay cái thứ. Thì lúc đó là anh này thì anh có tặng em một cái vòng tay hình con bướm màu xanh. Lúc mà nhận được em anh bóc ra thì em thấy rất vui ấy, tại vì mình có kiểu trùng một cái bộ kiểu là bông tai rồi một cái vòng cổ màu xanh xanh hồng, cái vòng cổ thì có những con bướm màu xanh, màu hồng, màu vàng, rồi cái vòng tay thì tự nhiên có một con bướm màu xanh. Xong rồi lúc em đem theo vô đây bận chụp trình. Xong cái lúc mà đi đến chỗ đó thì em không nghĩ tại sao cái vòng tay đó nó biến mất. Nó biến mất rồi, nó đi đâu rồi? Nó là mình đã đeo trên tay rồi mà nó tự nhiên cái biến mất đó, chắc ai lấy quay rồi. Em rõ ràng em nhớ là em đã bận. Dù thăm mò cạn đá thì đi không coi được nhân vật. Trời ơi, anh nào gửi em nhìn mấy cái dòng chữ này thôi em cũng đoán được ai gửi rồi đó. Level web có tự mình chọn cho mình chưa? Có chưa sử dụng? Dạ em chọn rồi. Giờ em chọn rồi á. Anh có thể gửi lời giúp em là xin lỗi rất nhiều vì em làm rớt cái dòng màu xanh rồi. Trời ơi, em mang theo em đi chụp hình chung với concept mà kiểu mừng được một chiếc đầm màu xanh, một cái dòng cổ màu xanh hồng, các ông xong rồi một chiếc vòng tay màu xanh. Nhưng mà kiểu em không phải em hộ đậu đâu, em kể là cái chiếc vòng đó là nó có một cái vòng tròn, xong rồi nó khuyên cái tay anh nghiêng ngang qua. Thì lúc mà cái tay em kiểu em bị nhỏ quá, ớn quá, xong nó rơi nằm hai lúc mà em nghĩ là cái lúc mà em làm rơi là cái lúc mà em cởi áo khoác ra. Xong đến lúc mà em vừa tới nơi chỗ mà chụp hình á thì em thấy là mình thiếu rồi, nhưng mà em đi ra ngoài kiếm ngoài nhưng mà không thấy. Xin lỗi em rất nhiều. Bây giờ mình được các buồn em nha, mình đừng có buồn em nha. Thôi đeo vô luôn nè. Quên, mình đang bận bộ đồ màu chuyện mà. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã gửi quà cho em nha. Thư thì em đã đọc rồi. Em biết rồi. Em biết ai á, em biết hết. Rồi ok, không hậu đậu chị nhận lỗi. Không. Rồi em hậu đậu được chưa? Em hậu đậu á. Thôi mà chị đừng có nhận lỗi, em không đọc thêm. Tiếp theo là một những món quà thì gần đây thì Anna có hay mang rất là nhiều đơ. Người thấy là cái đơ đọc cái nơ màu trắng nè, anh này tặng cho Anna rất là nhiều đơ luôn. Hai chiếc nơ nè, chiếc nơ màu hồng, chiếc nơ màu kem, một chiếc nơ màu trắng, một chiếc nơ màu đỏ, một chiếc nơ màu hồng ren, nhiều chưa? Cái trên đầu em nữa đó. Thật ra thì em rất là thích nơ luôn á, em thích rất là thích luôn, tại vì đem cái này á, tại vì khi mà mình làm công chúa xong tự nhiên mình bận đầm lên, mình phải đi kiếm mình cái lựa những cái nơ làm cho nó thích hợp với là bộ đồ á. Mọi người thấy thích chưa, nó dễ thương không? Mà em còn nhớ nữa, mà đợt đi sự kiện của các anh ít tuổi thì em nhớ có một anh chụp hình, xong rồi anh bảo là ủa em tại sao em bỏ cái đầm đen mà tại sao em không mang nơ màu đen, tại sao em không mang nơ màu mà em lại mang nơ màu trắng. Xong rồi anh mới bảo là tại vì em có nơ màu đen,
nên là em mang lộn nơ màu, em sẽ mang nơ màu trắng. Sao em bảo là thôi vậy để anh tặng nơ màu đen cho em đó, không biết anh có nhớ không. Vậy cho vui thôi mà. Mà nghiêm túc quá em cái ơi. Rồi mày nhắc em mới nhớ. Rồi đợt mất cười lắm. Có rất là nhiều hồi xưa đi học á, bạn em hay bảo là giỡn mà, bộ em không biết giỡn hả? Tại vì em không phân biệt là người ta đang giỡn hay là người ta đang nói thật cái em không hiểu tại sao nữa. Hay là tại mình không biết giỡn ngược lại nhỉ. Đây. Và cũng cùng một người tặng cho anh ta lại tặng thêm những cái nơ nữa, xinh lắm luôn á. Em không tưởng tượng là tại sao trên đời lại có những cái chiếc nơ xinh lắm vậy luôn á. Rất là công chúa vậy á, rất là công chúa luôn á. Và xinh quá à, mới được nhận luôn á. Trời ơi, xinh lắm luôn á, xinh quá à. Sao mà cái phải cứng qua nổi được những cái cứng cái kiểu này. Mọi người comment gì đây, mọi người có muốn hỏi anh ra gì không? Ui, dễ thương quá à. Đây, thôi bây giờ mình sẽ đeo liền luôn. Muốn nói gì với Anna thì phải hỏi thẳng chứ nói ẩn ý em không hiểu. Hoặc bài anh đã rút ra, hình như là vậy á, hình như em là vậy thiệt luôn á mọi người. Em là một người kiểu người ta nói mà em không hiểu, xong rồi mọi người nói ẩn ý nữa thì em là càng không hiểu nữa. Đó. Đang ăn gỏi cuốn. À, anh đang gỏi cuốn ở dưới công ty đúng không? Em hồi nãy em cũng muốn ăn. Nói gì ra ăn bánh tráng bánh trang. Ui, có một cái đồng hồng nữa. Wow, so cute. Đi không quá à, đi không quá. Em sẽ lấy em. Nếu mà với một cái họa tiết ren này thì em nghĩ là em sẽ bận với một cái đầm ren. Một cái đầm gì đó ren thì nó sẽ hợp hơn. Trời, cảm ơn em nhiều nha. Quá, rất là nhiều non quá. Hồi xưa em rất là thích đặt những cái đồ kiểu như bông tai, cái này thích 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 nhiều lắm. Mà bây giờ em một màu nào cũng có hết. Ừ. 0.0 Anna bán nơ hả? Bán nơ hả? Đâu có bán nơ đâu. Hello anh Bách. Sao bây giờ anh Bách mới vào nhỉ? Bách đi đâu nãy giờ đấy? Bách đi đâu đấy? Ui, giờ này Anna thấy Anna nói chuyện với người Bách không? Yeah, nhìn em đi hộp bánh bán nô á, nhìn em giống như là giống như đang bán hàng live stream vậy mọi người, đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ kể chuyện đi, mình kể chuyện gì giờ, tâm sự mỏng nè, rất là nhiều nô luôn á, chắc mà mình đi bán mình giàu to rồi, mình giống như chị bán hàng live stream quá rồi, bao nhiêu cái thì free ship giờ. Đi làm về muộn đó. Dạ, anh tranh thủ tắm rửa rồi ăn đúng cái thứ nha. Đi ăn gì đi. Bao nhiêu thì cá thì free vậy? Em đâu có bán đâu. À, quên. Bill trên 500 nghìn thì mình free ship nha. Mình bán hàng hơi mắc nên là ai mua được mua được thì không được thì cũng mua. Chốt đơn nha, shop, ok. Ok bạn Ngọc, Nguyên Lê, BT. Ok bạn, ok bạn Kiều Minh Bách, mấy bạn hãy mấy bạn hãy inbox số điện thoại với lại địa chỉ nhà cho mình nha. Còn nếu mà không có số điện thoại địa chỉ nhà thì mình sẽ không chốt đơn cho bạn đâu nha. Không có số địa chỉ đi, nhớ nhắc một lần nữa là không có số địa chỉ, không có số điện thoại, không chuyển khoản trước là mình sẽ không gửi hàng cho bạn đâu. Tại vì sợ bạn đơn hàng mình nên là mình sẽ không gửi hàng cho bạn đâu. Chứ là tại vì mình thấy có nhiều người kiểu đi chốt giả, mọi người không có thực sự là biết có mua hàng của mình hay không, nên là để tạo được tin tưởng thì mọi người hãy chuyển khoản cho mình đi. Mọi người chuyển khoản cho mình thì mình sẽ lấy luôn mình. Thành nhạc quá à. Nhấp một chén nước mắm rồi anh ngồi ngay ngắn nghe em kể đây. Dạ. Ủa mà tại anh ngồi nghe em kể gì liên quan gì nhấp một chén nước mắm?
Anna kể chuyện gì vui vui nghe. Anna kể chuyện gì vui vui đi. Vui vui hả? Vui vui. Vui vui cái gì vui vui ra? Kể chuyện vui nha. Chuyện vui là gì? Để Anna suy nghĩ nha. Tiếp theo là Anna sẽ unbox một cái hộp quà của anh em biết luôn. Không có gửi thư lại nhưng mà em biết ai tặng cho em á. Của một anh tặng em. Chỉ cần nhìn cái ông ra thôi là em đã biết là ai tặng em rồi. Ghê chưa? À, chắc là nhóc nước mắm để thấy mặn hả? Anh Na có nhạc đâu? Em hết nhạc rồi, qua năm mới em hết nhạc rồi. Anh Na có thấy mọi người có thấy Na rõ không? Ui, mọi người ơi, đầu năm mới Anh Na được nhận vàng nè, được tặng rất là nhiều vàng nặng luôn á. Chắc vàng này bán được không? Ui, xinh à, quá xinh xinh lắm luôn á. Để chữ gì nhỉ, chữ gì ấy, chữ gì vậy, chữ này khó rồi đọc không được. À, đi cái điện thoại luôn, đi điện thoại luôn, đi liền luôn. À, anh này hay tặng cho anh rất là nhiều những cái vòng đeo gì nè, sau mỗi lần tặng anh nó sẽ đeo điện thoại luôn. Mặn rồi. Hello, tiếp theo là tiếp theo coi cái này đeo sao, trời ơi, bị kẹt rồi. Mọi người kể cho Anna đi, Tết này mọi người về quê làm cái gì? Thật ra thì mấy chị của Anna xong rồi nhà Anna cũng điện thoại về là ngày 29, 28, 29 nhìn nhà gói bánh tét. Xong rồi bắt đầu ngồi nấu bánh chưng bánh tét ở nhà. Ngồi khóc quá mọi người, khóc quá nha. Buồn á. Trời ơi, năm nay nấu bánh tét, bánh chưng các thứ. Tự nhiên mình với cho em một mình. Buồn quá à. Xin một slot gói bánh. Anh biết gói bánh không? Anh biết gói không? Gói không được là mẹ la đấy. Không được là bị la đấy nhá. Ủa cái gì vậy? Đeo không được, bự quá à. Thôi để bữa, để về nhà em nghiên cứu nha. Em mà đeo, em mà nghiên cứu cái này là tới mai luôn á. Rồi, anh đây là quy nhìn rất là giống giấy tờ tiền vàng bạc đó mọi người, đúng không? À, để mình qua nhà gói xong chụp hình gửi anh nha. Dạ anh nhớ chụp bữa cho em nha. Tết về quê trong cấm câu là câu cá, đúng không mọi người? Đây là một bức thư. Thôi mắc cười quá à. Chỉ cần động thôi là biết ai rồi. Thư rất là dễ thương quá. Nhìn rất là Nhật bổ luôn. À, Nhật Bản đây. Anh tổng cộng mà anh đang có mấy cái này luôn à. Mà anh đang kiểu mình cứ giữ cái bọc thôi nhưng mà anh đang vẫn không biết ở bên trong nó là cái gì. Mình mọi người có thắc mắc như anh nào, mọi người có thấy thắc mắc không, biết bên trong là cái gì á, muốn một thử một lần tháo nó ra không? Dễ thương quá mọi người, đẹp quá. Nè anh hay móc móc vô những cái cặp á, cái cặp đi học của mình ra sẽ móc vô để mình. Mọi người có muốn anh nói về vấn đề gì không, muốn hỏi anh ra gì không, mọi người cầm anh đi hay là muốn anh chơi gì không, hay là cái này mọi người cầm anh nha. Ui 13 người đang xem nè, còn một xíu là hoa nam bóc nốt cái này nhé. Là đây là một chị gửi cho mọi người nghe là hồi đầu sinh nhật chị Trùng Dương thì anh đã có đi lên chắc với chị Dương thì anh đã vô tình gặp chị này, thì chị này bảo là chị đem ốp vô nào nghe một cái đùng nghe muốn đau tim, thì chị này đã là chị không chị bảo là tự nhiên chị vô tình gặp anh ở trên đây nè, chị đi ghé ngang.
mua quà tặng anh Na, hay là một con mèo may mắn nhìn rất là tết luôn đúng không? Dễ thương không? Đây là một cái kẹp mà anh cũng nè, rất là kẹp hình kẹp giấy đúng không? Cảm ơn chị nhiều nha. Cái này là những cái cục tóc hai hai bên nè, dễ khôn lắm luôn á. À, mà đợt anh có xé ra xài một cái rồi nè, thì là à, chị còn tặng cho anh hai đôi gối nữa, nhờ gối đó anh đã sử dụng rồi nên là anh cũng không đem ở đây được. Cảm ơn chị nhiều nha. Có duyên, mình có duyên mình đã gặp nhau. Vậy rồi em có về Bình Dương ăn Tết không hay ở Sài Gòn luôn? Nếu như bây giờ về đó nha thì em đang nghĩ là còn kịp, chứ mà đợi đến cuối tuần anh mới được về. Lúc đó anh chỉ sợ là những cái con đường mà đi vô Bình Dương đó là sẽ bị cấm, bị cấm vô lần đầu tiên ăn Tết. Nhưng mà anh cho Sài Gòn lần đầu tiên nên là mấy bạn ở đây đi về quê hết luôn á, chắc còn ở một mình ấy. Còn một món quà nữa anh sẽ bỏ luôn nha, bỏ luôn qua trong miệng anh sẽ bắt đầu tâm sự mọi người nha. Đây là Tini. Tini, có biết anh có đang ở đây không? Đâu, cách ly một vài tuyến đường thôi, đi vô thôi mà. Em cũng nghĩ vậy. Mà em sợ thôi. Trời ơi, không có là lo gia đình mình đi. Tiếp theo nha, là một cái ốc phun. Trời ơi, giờ còn em kiểu là hình như mình mua quá nhiều, kiểu là mình đã mua đồ bánh bèo rồi đó, hay những cái đồ bình thường nữa mình không có luôn á đó. Đi lần sau là mình có một chiếc áo bận xinh quá à, thôi bận vô luôn nhá, bận vô luôn. Ui, học chưa, học chưa, dễ thương quá à, cảm ơn xinh lắm luôn á. Một học cao hả? Đây là lần kiểu là mọi người kiểu là bận tặng đồ cho nha, bằng đồ bánh bèo rồi, nhưng thật ra thì hiện nay em ta cũng thích bận đồ unisex kiểu vậy nè, rất là thoải mái lắm luôn á. Cảm ơn anh, em cũng đang tính đi mua vài cái như vậy. Một ngày nào đó em sẽ bận này và chụp hình. Cảm ơn anh, thích quá à. Cảm ơn anh mua nhiều nha. Anh gì đang ở đây nè. Đây nè, áo của anh lại nè. Chị thư chưa? Đẹp quá à. Rất là. Mình sẽ bận. Trong tủ đồ của anh chưa có cái áo này. Kiểu mắc cười lắm. Mình khi nó thành viên á, được tặng quà kiểu như là áo đi, xong rồi áo thun unisex rồi. Còn mình đó thì sẽ tặng những cái đồ bánh bèo đó. Đó, hai người bạn của Trường Dương. Hello. Kiểu mọi người được tặng kiểu áo unisex xong rồi kiểu hút đi hơn. Mà anh thì mọi tặng đồ bánh bèo đó, nên anh thấy của ích. Chắc là mọi người thấy mình bánh bèo quá nên mọi người tặng mình đồ bánh bèo thôi. Bữa nhìn nguyên cây vàng giật mình non, giật mình chưa? Chắc là anh bắt hết rồi nha mọi người. Bây giờ anh sẽ ngồi tâm sự với mọi người một chút xíu. Bỏ vô chứ không quên. Anh sẽ ngồi bắt đầu ngồi tâm sự với mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã tặng quà cho em nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Kim Nhân Nam Sumo. Hello. Út quà của mình chắc sẽ hơi khác xíu. Vậy là em rất là mong đợi món quà của anh nha. Anna thích là được. Dạ em rất thích. Miễn em Anna thích là được. Em thích chứ, cái nào cũng thích hết trơn. Mọi người bạn em gì em cũng thích hết. Không có thiệt luôn.
Ok, còn 21 phút để nghe này kể chuyện. Chuyện gì nhỉ? Chuyện gì bây giờ ta? Muốn bị mát ư? Muốn bị mát ư? Việc nặng. Chắc mọi người nói chuyện với nhau đúng không? Thôi mình sẽ kể chuyện cho mọi người nghe đi. Thường thường thôi, Anna sẽ kể chuyện những câu chuyện Tết đi. Tết của mình cho mọi người nghe. Thường thì mỗi năm á thì Anna sẽ về quê vào ngày 30. Thì ngày 30 thì về nhà xong kiểu giao thừa xong thì cúng. Có năm thì Anna cúng kiểu xong đất á. Anna nhớ là nhà Anna thì kiểu là Anna thay học hầu như là học tuổi với ba mẹ xong mà học tuổi năm ngoài lúc nào xong đất á. Anna hình như là hầu như là từ nhỏ đến lúc nào Anna cũng là người xong đất á, là người bước nhà đầu tiên á. Với lại chắc là một phần là do cái tên của Anna Cát Tường á, kiểu may mắn nên là cái bước trên nhà là sẽ có may mắn kiểu vậy. Thì có vài năm Anna đi coi pháo bông, thì lúc đó là ở nhà thì các chị em sẽ cúng. Năm đó thì Anna đi coi pháo bông vui lắm mọi người, kiểu từ lâu lắm luôn rồi nó chưa được có pháo bông á, nên là họ đợt ra Hà Nội anh là cảm thấy hôm nay vui vui tình khủng khiếp. Cuối tuần lấy photoset em chúc chị bóc ra anh em nhé. Dạ em sẽ độ chị ơi hãy mau bóc ra em đi hình em á, hồi nãy em hát cho công ty á, dễ thương lắm á, dễ thương. Thôi cải thiện Tết nha. Hồng hồng á là anh đang nhớ hồi nhỏ, nói chung là nhà của Anna thì bà nội Anna thì có rất là nhiều con cháu, nên là mỗi lần Tết á Anna thấy cái gia đình mình á kiểu như cái chợ trời á, nó đông đông khủng khiếp luôn á. Nội mà bà nội em thôi á là cũng có mấy người con, xong rồi Tết là cháu chắc rồi cái thứ ôi, dòng họ ùa giờ sao em thấy sao lại đông như thế. Xong rồi kể mọi người nghe một câu chuyện cũng khá là vui, kiểu là Anna đi về nhà xong rồi Anna vừa bước vô trong cái nhà của bà nội thôi là vừa chạy xe rồi xe vào thôi, thì Anna mọi người có biết là mấy đứa cháu của Anna kể vô kiểu là lá lè nó sớm là lao một cách rất là một cái volume rất là lớn á. Trời ơi, nữ ca sĩ Hồng Tường idol với trẻ về cho mọi người ơi đó. Mọi người nghĩ có cái này là mọi người nghĩ là mấy đứa cháu của Anna như thế nào, kiểu là rất là nhiều luôn, xong mà đi theo kiểu kéo giò kéo chân. Trời ơi Anna kìa mọi người, Anna kìa, xong rồi rất là mọi người có nghĩ không, kiểu sao mà bà nội Anna nói là mấy chị em nhà Anna cũng bảo là thấy không biết fan fan không biết anh không biết câu sao mà ha về đây là ha tụi nó bu tụi nó kéo cái thứ đó. Riêng nhà Anna thì đã thấy đông lắm rồi chứ chưa hỏi họ hàng. Dạ đúng rồi, họ hàng đông lắm, đông khủng khiếp. Chưa cho chữ ký, có cho chữ ký không anh nè? Không có cho đâu, có nghĩa là những cái đứa cháu của này thích kiểu là khỉa hay sao ấy, nó hay khỉa la lắm. Về xong kiểu kiếp chuyện á, xong rồi cái chuyện kiểu cứ Anna làm việc sao rồi, Anna nữ ca sĩ thần tượng nhất trẻ rồi xong rồi kiểu như thế mắc cười lắm. Anna kể mọi người nghe về chuyện Tết đi, hình như Tết năm trước á xong rồi Anna có chơi lô tô á mọi người. Thật ra nó là một cái đồ không phải là mình tự nó là mình khen mình nha. Kể mọi người nghe thôi, thì năm năm nào á Anna cũng gom tiền hết trơn, Anna nói thiệt luôn á. Anna đến nỗi mà Anna kiểu mấy người cháu á, xong rồi mấy người cháu trong nhà kiểu tụ lại chơi với nhau á, thì mấy đứa nít không mà Anna chơi với mấy đứa nít không có chơi với người lớn đó. Xong kiểu là năm nào Anna chỉ cần Anna kinh một cái là tự nhiên tụi nó bay, tụi nó đẩy Anna, tụi nó quấn Anna đó. Hơi cờ cờ hết quà rồi à? Dạ hết quà rồi, để xem lại có quà của mình không. Ủa đâu có quà của anh Hoàng đâu, có quà đâu đâu có nha, anh nào cũng có nhận quà của anh Hoàng. không có ở đây. Tắt đi lưu trên hai cái rồi anh nói đi, hồi nữa xíu anh ra anh bảo tắt.
tiếp nào, không biết là Anna kiểu lúc nào Anna cũng là người kinh nhiều hết trơn á, xong rồi chơi kiểu toàn là 1.000, 2.000 á, xong rồi Anna kiểu là mấy đứa cháu của Anna, xong rồi Anna ăn hết tiền tụi nó luôn, tụi nó la làng nó sớm thôi, Anna ăn xong quá trời tiền luôn, xong rồi Anna phải phát lại cho tụi nó. Lô tô chị chơi chả bao giờ kinh luôn, em nói thiệt luôn, chưa bao giờ em chơi lô tô mà em không kinh hết trơn á, thiệt luôn, hỏi thiệt á, nói thiệt luôn. Xong rồi kiểu hồi đợt có mấy mấy anh chị trong nhà Anna kiểu là chơi trong nhà thôi, xong rồi kiểu tiền lẻ nè, Anna ăn xong Anna ăn hết nhà luôn, đúng không, có ba mẹ nữa ăn, mà tất cả tiền của mọi người đem ra thì Anna nó đều quy tụ hết cho người nào, chứ là Anna ăn hết luôn, có hợp pháp không vợ? Ủa chỉ có một tết thôi, chơi toàn 1-2.000, 5.000, ít lắm. Được đọc lô tô nghe chơi nè, đen tình đỏ bạc đó. Ồ ha, đen tình đỏ bạc. Chắc là chỉ học cho những người kiểu có chồng, có vợ mà đúng không? Anna nghĩ chắc là tùy năm á. Đọc lô tô, Anna tổ chức lô tô online đi. Em tổ chức lô tô online hả? Hình như có lô tô online ta. Có chị Trúc á, hay không? Chị không hợp với mấy trò may rủi, nhìn cái nhân phẩm bóc ra photo set random là hiểu rồi nha. Thì cũng em nghĩ là chắc do tuổi á, ví dụ như tuổi năm nay mình không có hợp, với lại thường em nghĩ là theo tuổi á, thì năm nay không hợp với tuổi này thì chắc là sẽ không bóc trúng do tuổi nữa, ví dụ như tuổi năm nay không hợp, nhưng mà năm sau biết đâu mình hợp thì sao. Kể gì nữa ta, mọi người có muốn anh hỏi Anna cái gì không? Hello, mình nói dù hay khác đi. Năm nay á thì Anna cũng không có sắm đồ Tết, tại vì không có tới đồ Tết nhiều, mà sắm thì cũng không biết đi đâu đâu, nên là Anna nghĩ là sao Anna này là sắm đồ hay khác không ạ? Anna này kiếm những cái bộ đồ mà mình để bản thân concept hay khác rồi mẹ hả? Đúng rồi, không hiểu công ty random thế nào, mua bao nhiêu set nhưng cuối cùng vẫn phải đi mua ngoài chợ đen. Kỳ vậy ta. Thật ra thì ngày hôm em không hiểu tại sao nữa, kiểu là hình đến nỗi mà hình của em mà em ra công ty em còn không thấy hình của em mà. Em không hiểu nữa, chắc là không hiểu. 2K là hợp với tuổi nào vợ? Theo em nghĩ nha, sorry nãy giờ anh không có coi. Sorry nãy giờ anh không có coi. Quà của anh Hoàng là gì á? Em hình như nó thấy đâu, như là không thấy nè, không thấy. Bóc chúng chục lần nào cũng ra Anna luôn. Ui thiệt luôn, vậy là chắc là bạn hợp với mình đó, nếu bóc ra mình đó, chắc là bạn hợp nữa, mà chắc là kiểu là thường thường đó nó sẽ bị gì nè, cái người mà oxy người nào sẽ không bao giờ bóc ra. Không phải, em chưa nói hết, nghĩa là kiểu ví dụ như là chị oxy chị Trùng, hai người bạn của Trùng Dương, oxy chị Trùng Dương thì chắc xấu ren, còn những người á mà oxy em thì sẽ bóc ra chị Trùng Dương, kiểu vậy á, chắc là do cái số nhân viên như nào á. Chị Kiều bảo là vậy không hợp, chắc là phải đổ oxy hay em. Không phải, thường đó người ta hay bảo là cái gì á, cái câu gì ta, để em nhắc em nhớ lại coi. Thôi em cũng không nhớ nữa, mấy câu tục ngữ này không? Đổi đi chị Kiều ơi. Không, không được, không được đổi. Không được, bóc là Trùng Dương thiệt. Ủa thiệt luôn hả? Chị Kiều bóc là chị Trùng Dương thiệt luôn. Sang oxy em để em bóc, Anna giúp cho. Ôi kiểu rồi đúng rồi, kiểu là lâu lâu mình đổi nhau gì đó. Ví dụ như hôm đó là em bán đúng không? Xong bắt đầu chị đi vô đây, chị mua em đi. Xong rồi để em bóc là chị Trùng Dương, xong rồi chị Kiều sẽ đi mua chị Dương để bóc ra, chốt ra em. Cái tức là nên oxy hen, oxy men hiện tại để bóc ra thử. Tại sao nhờ? Tại sao không hiểu? Em nghĩ là chắc theo lô quá mọi người ơi. Ủa vậy là kêu đổi không? Em khóc.
Em không biết gì hết, đi ngủ. Ơ chị, không phải chị nha. Đúng rồi, đúng rồi đó. Không phải, như ý em không phải như thế rồi. Mọi người sao, mọi người hiểu sai ý em. Buồn á, khóc á. Bây giờ là gần 7 giờ rồi, anh sẽ còn 10 phút nữa để nói chuyện cho mọi người thôi á. Mình làm gì ta? Thôi mình hát đi. Mình hát đi, mình hát bài gì? Dancing Bangkok on Thailand. Xa 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 đều gì đó cho tay lên mắt mũi mình. Đi ra xung quanh người. Anna cũng hiểu sai ý mình rồi. Quá, vậy là hai người đều sai luôn. Mà đúng rồi, không có nhóm bảy nha. Ờ mày không biết sao á. Hồi xưa thầy giáo hồi xưa dạy em á, thầy bảo em là thôi đừng đánh trong lãng nữa. Bộ hồi xưa là đánh bộ là bộ hồi xưa là đánh trong cái nữa. Đó, mọi người hiểu cái từ đó không? Mọi người hiểu cái câu của thầy giáo em hồi xưa hay kể không? Thôi đừng đánh trong lãng nữa. Em đừng đánh trong lãng nữa. Bộ hồi xưa em là đánh trong cái gì thôi vậy? Tóc cũng đâu cũng mà vậy. Ủa không trả lời hồi nãy mình hỏi hả? Ừ? Anh hỏi em cái gì á? Hát bài gì Tết đi Anna không có cho có không khí. Ok. Tết đón xuân về. À, mọi người có thấy cái teaser mà ở trên fanpage Show for Day có đăng á, là ngày 30 Tết thì sẽ có một cái chương trình Best Show for Day, thì mọi người có thấy đâu đó mọi người có thấy tụi mình trên cái teaser đó không? Mọi người thấy không? Cái trailer đó không? Mọi người thấy không? Mọi người thấy thì comment thấy nha. Đố mọi người thấy được mình. Đố mọi người thấy được mình luôn á. Thấy mà có hình như có đó, có ai vậy, đố mọi người chỉ bao nhiêu người, có ai nè. Anh sẽ có một bài hát chọc thôi, chị không có đổi đâu, chọc là không bao giờ đổi đâu, chị nhớ nha, nhớ nha. Đúng rồi, chị phải ở bên cạnh em chứ. Chị gái sao mà. Bây giờ em sẽ chọn một bài Tết mừng Tết đến. Long Phụng xung vầy đi ha. Ok. Ôi nghe cái không khí tốt mọi người ơi, em muốn về nhà. Mừng Tết đến. Chúc mừng xa cái sắp lâu sống thật. Cái này có người hát rồi, thôi để được biết. Ngày Tết Long Phụng xung vầy. Chờ mừng nhớ Tết lần này em có mua mấy cái bộ đồ kiểu Tết Tết á, sao em tính đi chụp hình Tết cái thứ. Nhưng mà bây giờ mình vừa quay đường thì làm sao. Cái nhạc nhớ lúc nào cũng nhận ra giọng Anna. Thật sự thì nhắc mới nhớ. Kiểu Anna thấy đôi khi kiểu mọi người bảo là giọng Anna kiểu bị chói, bị chóe quá. Nhưng mà thực ra Anna không biết nữa. Kiểu giọng Anna bẩm sinh kiểu nó hơi vậy á, nên là không biết sao nữa. Xong có nhiều người bảo giọng Anna kiểu chói quá, xong rồi chóe quá. Nhưng mà giờ làm sao mình hát trầm xuống được. Mừng Tết đến và lúc đến nhà nhà. Mừng Tết đến. Đó. Đôi khi cũng buồn lắm mọi người kiểu. Về nhà bận đồ ra trước cửa chụp hình. Trời ơi còn gì là vui nữa. Chị thích bài này hả? Bây giờ em hát nè. Hát nha. Có cao quá vậy. Tiếng nhẹ nhẹ cái mây vàng cho nó không ngắm cây. Chút cụ xa để sống lâu sống thọ. Sẽ không cho xa nằm lại đây ra xa. Này có hai cao không vậy? Biết này của ai nhỉ? Nam hay của nữ? Không nữ.
sao là sao màu sắc riêng của mình, mà ý là kiểu anh đã biết là mình sẽ có một cái định hướng màu giọng của mình cho mình cũng sẽ có một cái màu sắc riêng, nhưng mà kiểu anh đã có nghe được đó là kiểu nó là giọng anh đã kiểu sao á, nghe rất là chói, rất là vẻ, rất là chóe, xong rồi kiểu chóe như vậy cơm bắp mới đã tay. Đôi khi ngồi rất là ngồi cho mọi người, cô giáo dạy hát bảo là Anna kiểu giọng Anna, đôi khi á Anna phải thu âm mới xong rồi Anna cũng phải hạ cái giọng mình xuống để có thể hòa chuyện với mọi người á, cái mà Anna hát giọng mà đúng của mình á thì cũng kiểu là bị lòi ra, không hiểu là sao nữa, nên là cô cũng bảo là anh ấy hát đàn ông hơn xíu được không, để có thể giấu mọi người được không, nhưng mà anh nhưng mà cũng khó mọi người, nên là nó chắc mà cũng không biết nữa. Nhưng mà trước mắt thì anh nghĩ là mình vẫn là mình, kiểu giọng của mình là mình đâu thể nào mình thay đổi được đâu, nên là sẽ đôi lúc cũng phải sẽ cố gắng hòa nhập á. Cứ như mình cơm bắp mới đã. Chốt cụ xa đi xuống lâu tăng thọ, cùng bên cho xa nằm lại đón chết xa. Và kiến trúc những nơi xa gặp lành, cho sao được thì lộc hoàn tín nay. Tết xanh mọi chùa cùng ở bên bếp hồng, và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Áo trắng nơi nơi, khóc người người đi hái lòng. Đèn xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn nào hoa. Trong trang trong xuân, lòng cũng về đây xuân vầy. Mắt lục tài ở góc nơi quốc lòng, một năm mới an thương bình an bên nhau. Yeah, đã giọng anh cũng hơi bị đỏ. Và lúc đến nhà nhà cái mây vàng cây đồng hồn tháng nay. Lúc dù già đi sống loan sống thọ, của con cháu sau năm lại đón Tết xa. Và kiến trúc những nhà sẽ thật lành, Tết sau được thì lọc con Tết nay. Tết ơn mọi thù của bên Tết hồ, và nơi bánh trưng xanh chờ sông đất xa. Bà này vui quá à. Giọng mình dạo này không tốt cho lắm. Bài nghe dễ thương đúng không? Tôi đã thích bài này lắm. Cũng sắp hết giờ rồi nên anh sẽ hát những bài tới cho mọi người nghe nha. Áo trắng nơi nơi, khóc người người đi hái lòng. Đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân, lòng cũng về đây xuân vầy. Mắt lọc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Em bệnh chưa nói vừa lâu lắm nhỉ. Tên nhà nhà cái mây vàng cây đào không trắm trôi. Chúc cụ già đi sống lâu sống thọ, cùng con cháu xa năm lại đón Tết xa. Anh đã biết. Ta chan đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Bây giờ đã xin lỗi bài. Hồi xưa mẹ nó hay nghe bài này nè. Mọi người biết bài không? Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Bài đó cười ha. Lì xì đó mọi người, bài này bị nha. Cách đón xuân về. Bài gì ta? Bài hát sao nhỉ? Lần nào cũng em khóc, lần nào em cũng khóc bệnh rồi. Em nói cho mọi người đã lo này. Cái đó em sẽ mất dưỡng bệnh. Bây giờ anh sẽ hát bài cuối cùng, rồi anh sẽ kết thúc livestream. Một bài nữa là anh sẽ kết thúc livestream nha. Mọi người ơi, mọi người có biết là bài hát Tết nào hay vui vui không? Mọi người hãy comment cho mình, cho anh biết đi. Hãy comment cho Anna để Anna hát nha. Ngày Tết của em đúng thì thầm mùa xuân. À, anh đã biết bài này rồi nè mọi người. Đúng, mọi người biết bài này là bài gì nha.
cái gì vậy? À đây, đố mọi người nha. Thì thầm mùa xuân, đúng luôn, đúng rồi. Để anh chuyển lời tiếp dạ. Nghe anh giỏi hát nhạc chế lắm mà ta. Em nói nghe chế đâu. Mà thấy sao em quên mất tiêu rồi. Vui quá à, nghe nhạc Tết em vui quá à. Từng trôi non xanh mơn man, từng hạt mưa lông linh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai lần. Mùa xuân đã đến bên em, và mùa xuân đến nhìn thấy sao ta? À, giờ kẻ bút tung em và làn gió nói cùng em và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết yêu thương. Mùa xuân đã đến bên em cho đủ con và mùa xuân đã cho em tình mơ đầy để trời đắng cay để trời ngất ngây. Gì các bạn mọi người nha, bài nóng quá đúng nhiều cũng biết hát sao. Nhưng mà chắc là chúc Tết thì sẽ có một bài Tết. Bây giờ đã hết giờ rồi các bạn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem livestream unbox của em. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Hy vọng là em sẽ có thật là nhiều lần inbox inbox quà, hoặc là chỉ cần nhiều khi cũng không cần unbox quà nên chỉ cần có thể nói chuyện tâm sự với mọi người nên vui rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Thôi thì năm mới nóng người chờ chi. Thôi thì năm nấu 10 chờ chi bằng em hãy làm liều với anh. Trời ơi, làm thơ nè, làm thơ giống nha. Anh Hoàng này giống với anh. Mấy anh kia đó mọi người nha, rất là làm thơ nha. Cảm ơn em. Giúp hàng em qua Tết nha shop. À dạ ok, em kết thúc livestream thì em sẽ bắt đầu chốt đơn nha. Mọi người chờ, ngày mai bây giờ em ngủ, em đi ngủ đã xong rồi bắt đầu là em sẽ chốt đơn cho mọi người nha. Cũng không phải bye bye là sao, bye bye mọi người, anh chị chuyển lời thôi nhé. À, bởi vậy không biết gì đâu, dạ. Bởi vậy nghe rất là thơ văn, rất là quen thuộc á. Bữa nào anh Hoàng bị thích làm thơ chứ. Hẹn Anna không biết gì đâu, bye bye mọi người. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha, bye bye. Các bạn mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye. Bye. Thì không muốn tắt luôn á. Thôi em tắt nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye hoài luôn mà không chịu tắt. Bye.